Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tý, mưu sự đang ở độ chính, thêm phần nhẹ nhàng. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi Tý cho biết, tháng mới báo hiệu rất nhiều tin tức tích cực cũng như độ chín muồi của các kế hoạch mưu cầu công danh, chức vụ đối với những chú chuột. Bản mệnh dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm quan che chở cho con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh vô cùng rộng mở. Nhờ đó, người tuổi Tỵ sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh, sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Với thái độ tích cực, lạc quan sẽ giúp cho con giáp này giải quyết một số khó khăn, thử thách. Dù vậy, thời điểm cuối năm cận kề, sức cạnh tranh sẽ có xu hướng gia tăng, do đó bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý tới những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những khó khăn, thử thách có thể nảy sinh. Về phần tài lộc, tháng nay những chú chuột nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu, giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Dù vẫn có khả năng kiếm tiền và cũng có nhận được những khoản thu nhỏ, song con giáp này phải thường xuyên chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống, cũng khiến cho tài khí của bạn dễ bị hao hụt. Tháng nay, người tuổi Tỵ độc thân có đào hoa chiếu mệnh nên hứa hẹn nhiều cơ hội tốt đẹp, nên tận dụng cơ hội này để sớm tìm được người chung đường chung lối. Với các cặp đôi, vận trình tình cảm bước sang tháng 10 âm lịch dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi hiểu lầm. Sức khỏe của người tuổi Tỵ nhìn chung không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Chỉ cần những chú chuột chú ý duy trì lối sống sinh hoạt điều độ, đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ đẩy lùi được mọi bệnh tật, cơ thể khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Quỷ Hợi đối với con giáp người tuổi Tỵ đang nhận rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí, từ cục diện tam hội đứng bóng. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan bảo vệ độ chính của các kế hoạch mưu cầu công danh chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh. Trong tháng Quý Hợi, người tuổi Tỵ có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc có những bước tiến triển khả quan. Thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp cho bạn gặt hái được những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, người tuổi Tỵ cảm thấy vô cùng bình tĩnh, sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chỉnh thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn trong tháng mới. Hơn nữa, bạn đã đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thể mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích. Trong mọi tình huống, hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ vả hay giao phó cho người khác để hạn chế những lỗi sai lầm mà bạn không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm đã cận kề, sức cạnh tranh cũng như khó lường công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý tới những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh. Nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ, người tuổi Tỵ sẽ có được sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Tỵ rất quan tâm tới địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm trọn vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu bạn luôn ở trong trạng thái này, nó sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn tới những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, bạn cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác,
tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí, bạn có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong tháng 10 âm lịch này, người tuổi Tỵ có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần bạn giữ thái độ tích cực, niềm tin, vững vàng, bạn sẽ có thể vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng mới, phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ có sự thăng trầm. Mặc dù sự nghiệp của con giáp này sẽ rất suôn sẻ vào tháng 10 âm lịch và bạn có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống, trật vật vẫn rất cao. Ban đầu tài vận tháng có nhiều khởi sắc, chính tài và thử tài đều có dấu hiệu tăng, sự nghiệp phát triển, không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tam hội hứa hẹn sẽ là một tháng khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về. Các mối hợp tác cũ mới đều diễn ra suôn sẻ, giúp bạn có thể yên tâm. Tuy nhiên, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thâm hụt tài chính và tiêu tốn các khoản tiền không đâu. Nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy tháng này những chú chuột có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mỗi làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Tỵ không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới chất lượng của bạn. Thậm chí, có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới chi tiêu sinh hoạt của bản thân. Tăng thu, giảm chi. Để giảm thiểu áp lực kinh tế, tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của bạn. Đồng thời, con giáp người tuổi Tỵ cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập cho mình. Ví dụ, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để gia tăng nguồn tiền cho mình. Nhưng hãy nhớ, đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không, nên dựa vào tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm, nhờ có sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, hứa hẹn nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp cho những chú chuột còn độc thân. Nhân duyên đường lúc phượng, không lo không tìm được một nửa phù hợp cho mình. Sức hút tự nhiên của con giáp này được dịp lan tỏa mạnh mẽ, không ít người bị tấn công bởi sự vui vẻ tích cực từ phía bạn. Khả năng cao, bản mệnh sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu, một mối tình sét đánh chẳng hạn, rất đáng để mong chờ. Dù vậy, người tuổi Tỵ cũng đừng quên bản mệnh vẫn là người có ảnh hưởng chính. Cơ hội đến nhưng không chịu mở lòng đón nhận thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Đừng nghĩ rằng cứ ngồi im thì tình yêu sẽ tự tìm đến với bản thân. Với các cặp đôi, vận trình tình cảm tháng này của hai bạn dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước. Đôi bên đã hóa giải được những hiểu lầm, khúc mắc. Nhờ vậy mà cả hai không còn hoài nghi hay hiểu lầm nhau nữa. Việc thường xuyên chia sẻ, lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ bền lâu. Gia đạo an yên, vợ chồng, con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần của cả gia đình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng này sức khỏe của người tuổi Tỵ được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần lo lắng. Dù vậy, bạn vẫn cần chú ý tới chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt hơn.
Đặc biệt với chế độ ăn uống, người tuổi Tỵ nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất. Trong cuộc sống hàng ngày, đừng quên duy trì thái độ tích cực, chủ động ứng phó với những áp lực, thách thức trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tỵ sinh năm 1948, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Mưu cầu công danh, chức vụ thuận lợi, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Canh Tỵ sinh năm 1960, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, cạnh tranh gia tăng, nên cảnh giác, chú ý tới những thay đổi xung quanh mình. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc. 3. Tuổi Nhâm Tỵ sinh năm 1972, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, kiếm được tiền nhưng vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tỵ sinh năm 1984, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, nhân duyên vượng có lợi cho người độc thân, gia đạo an yên, đầm ấm. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. 5. Tuổi Bính Tỵ sinh năm 1996, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, cần chú ý tới chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng kim, màu ghi. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Sửu, có thăng, có trầm, tình hình vẫn còn biến động. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho biết, vận khí của những chú trâu khó tránh một sự số thăng trầm, có phát triển nhưng đồng thời cũng sẽ phải đương đầu với không ít những khó khăn do hung tinh quấy nhiễu. Nguyệt lệnh lâm quan đợi tạo khí thế tưng bừng, còn giáp người tuổi Sửu có tham vọng và có cả sự quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với mong muốn gặt hái càng nhiều thành tích càng tốt trước khi năm 2023 chính thức khép lại. Tuy nhiên, với khối lượng công việc tăng và áp lực kèm theo là không nhỏ, còn giáp này chớ vội lo lắng vì kèm theo đó là nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Chủ động nắm bắt sẽ giúp bạn thành công dễ dàng hơn. Vận may tài lộc không phải không có, nhưng tình hình chung vẫn còn nhiều biến động. Rất có thể trong thời gian này bạn chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù bạn có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Tháng 10 âm lịch còn giáp người tuổi Sửu còn chú ý hơn tới việc tiêu dùng và quản lý tiền bạc, tránh lãng phí để tài vận của bạn trở nên suôn sẻ hơn. Trong chuyện tình cảm, còn giáp người tuổi Sửu gần như không có gì cần phải lo lắng. Các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó mà bạn có thể yên tâm tập trung trong sự nghiệp cá nhân. Với ai còn độc thân, cũng có một vài cơ hội tốt khi tháng này sẽ có nhiều người khác giới phù hợp xuất hiện. Khi gặp được người mà mình thích thì phải chủ động theo đuổi, bạn dễ dàng thoát khỏi tình trạng độc thân thành công. Sức khỏe của những chú trâu khi bước sang tháng Quý Hợi nên lưu tâm nhiều hơn. Trong những ngày đầu tháng, cơ thể bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ cần được chăm sóc kịp thời. Đồng thời, bạn cũng cần chú ý tới chế độ ăn uống, tập luyện, duy trì thói quen sinh hoạt tốt để cơ thể được khỏe mạnh hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1.
luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng mới, phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự báo có thăng cũng có trầm, có phát triển cũng có khó khăn tồn tại. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị tinh thần, luôn linh hoạt trong mọi tình huống, vì việc gì cũng cần được giải quyết dễ dàng. Trước hết là về những thuận lợi trong tháng, nhờ có nguyệt lệnh long quan đới và sự phù trợ của các cát tinh như tả phù, hữu vật, con đường công danh của người tuổi Sửu có xu hướng đi lên. Những tham vọng mạnh mẽ tạo ra khí thế tưng bừng để con giáp này ra sức sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho tập thể. Thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc chính là con đường để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp và đáng tin cậy trong mắt mọi người. Do đó, những nỗ lực đóng góp của người tuổi Sửu sẽ được đồng nghiệp, lãnh đạo ghi nhận. Nếu làm tốt, sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương. Ngoài ra, con giáp người tuổi Sửu này còn có cơ hội mở rộng kỹ năng, năng lực thông qua một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nội bộ khác của doanh nghiệp. Qua đó có thể tích lũy vốn kinh nghiệm để phát triển trong tương lai. Với những ai đang ấp ủ dự định muốn khởi nghiệp hoặc chuyển đổi lĩnh vực thì đây cũng là giai đoạn rất thích hợp để hành động, nhưng cần đầu tư thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cẩn thận. Tuy nhiên, vì có quá nhiều việc muốn làm cùng một lúc, nên con giáp người tuổi Sửu tự đặt ra quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với mong muốn gặt hái được nhiều thành tích càng tốt trước năm 2023 chính thức khép lại. Điều này tạo ra động lực lớn lao nhưng vô hình chung cũng gây ra áp lực không nhỏ đối với con giáp này. Hung tinh Thiên Cẩu có thể sẽ làm xấu đi các mối quan hệ, tạo thị phi, điều tiễn, ảnh hưởng trực tiếp đến bản mệnh. Nhất là khi bạn có xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác. Có thể bạn có ý muốn tốt thúc đẩy tiến độ chung nhưng cách thể hiện không được lòng người đối diện. Hoặc có thể chỉ vì mâu thuẫn lợi ích đơn giản, quan điểm trái ngược về một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng bạn khăng khăng với nhận định của bản thân, sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của người khác, từ đó gây ra hiềm khích không nhỏ. Do đó, trong quá trình làm việc, con giáp người tuổi Sửu cũng cần chú ý xử lý hài hòa các mối quan hệ, đặc biệt là cần giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp, lãnh đạo để theo kịp sự năng động thay đổi của công ty. Hãy chú ý cải thiện kỹ năng giao tiếp và cộng tác của bạn để có thể nhận được phản hồi và đánh giá tốt hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Hợi, tức tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, nếu có thể giữ được sự nghiệp phát triển ổn định, đây sẽ là một tháng tài vận khả sản đối với con giáp này. Tuy nhiên, vận trình thăng trầm dự báo về những biến động mà bạn sẽ phải đối mặt, nhất là khi tháng này con giáp người tuổi Sửu còn không có tài tinh chiếu mệnh. Khoảng thời gian đầu tháng có thể coi là thời điểm dễ thở nhất với con giáp này. Càng về cuối, vận khí càng suy giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn là người biết cách làm ăn, tính toán, lại chăm chỉ chịu khó nên các khoản thu chính vẫn khá đều đặn. Về các khoản thu ngoài, bạn chủ yếu kiểm trác nhờ các mối làm ăn nhỏ chứ chưa tìm được cơ hội để tìm được những bạn hàng đối tác lớn. Rất có thể trong thời gian này bạn chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù bạn có thể sẽ rất sốt ruột nhưng vạn sự khởi đầu nan nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Ngoài ra người tuổi Sửu cũng cần chú ý quản lý tiền bạc, lập kế hoạch đầu tư, phân bổ chi tiêu hợp lý để tránh thua lỗ, rủi ro. Tháng này được khuyên không nên vội vàng đầu tư lớn bởi hung tinh Thiên Cẩu rình rập có thể sẽ kéo theo họa tiểu nhân, có kẻ chơi xấu cạnh tranh không lành mạnh. Càng không nên tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, như vậy thì dễ vướng vào rắc rối không cần thiết, lời lại không thấy đâu mà có khi phải đền bù thiệt hại. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì mà bạn đang làm tốt mọi thứ mà bạn đang sở hữu hơn là việc tham lam muốn nhúng tay vào hết tất cả. Bên cạnh đó, sẽ khó tránh khỏi thời điểm gây ra những sai sót trong sự nghiệp và cách giải quyết những vấn đề này là quan trọng nhất.
Điều mà tuổi Sửu biết mình đã ra quyết định sai lầm nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận của bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm, rất may là mọi việc không có nhiều xáo trộn nên con giáp này gần như không có gì cần phải lo lắng. Các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó bạn có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Với người độc thân, bạn có một vài cơ hội tốt khi tháng này sẽ có rất nhiều người khác giới phù hợp xuất hiện. Khi gặp được người mà mình thích thì phải chủ động theo đuổi, bạn dễ dàng thoát khỏi tình trạng độc thân thành công. Một số người do nhận tổn thương trong quá khứ khiến bạn có xu hướng khép kín bản thân hơn. Việc có cơ hội gặp được một tình yêu tốt đẹp là điều đáng trân trọng, nhưng bạn luôn suy nghĩ quá tiêu cực về điều đó. Khi lo lắng quá nhiều chuyện, duyên phận của bạn với người kia sẽ phai nhạt. Mối quan hệ của các cặp đôi hài hòa, không có nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, đôi khi bạn tốn quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên dành ít sự chú ý cho nửa kia. Nếu tiếp diễn tình trạng như thế này, tình cảm đôi bên sẽ dần trở nên xa cách, xuất hiện không ít những nguy cơ. Để tình yêu được bền vững, không có cách nào ngoài việc phải luôn quan tâm và bao dung lẫn nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều tới tình trạng sức khỏe của con giáp này. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn. Trong những ngày đầu tháng, cơ thể bạn có thể gặp một số vấn đề nhỏ cần được chăm sóc kịp thời. Ngoài ra, tâm trạng thất thường cũng sẽ ảnh hưởng tới thể trạng, nên tích cực điều chỉnh tâm lý và suy nghĩ tích cực hơn. Đồng thời, trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng cần nuôi dưỡng, phát triển những thói quen sinh hoạt tốt. Đó là thói quen ăn uống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ít thức khuya, ăn ít đồ, ăn vặt và nghiêm khắc với chế độ rèn luyện phù hợp với bản thân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, mệnh hỏa, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, công việc có thăng cũng có trầm, có phát triển cũng có khó khăn tồn tại. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. 2. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, áp lực gia tăng, tránh xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, các mối quan hệ êm đềm, có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn, xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím. Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho con giáp người tuổi Dần, phát triển ổn định, có nền tảng thăng tiến nhờ quý nhân hỗ trợ. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần cho biết, tháng Quý Hợi nhận được những khoảng thời gian phát triển ổn định với con giáp người tuổi này, nhận tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện cuộc sống. Cục diện tử vi tốt là có lục hợp thái tuế và các tinh thiên đức mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Về mặt tài lộc, công việc thuận lợi,
Không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho những chủ hộ mà còn hứa hẹn ở các khoản lợi nhuận hoa hồng vô cùng rủng rỉnh. Cục diện tự vì tốt là lục hợp thái tuệ và các tình thiền đức mang tới cho con giáp này nền tảng thăng tiến nhất định. Sự nghiệp sẽ có những bước tiến đột phá kéo theo cả vận may về tài chính. Dự báo bản mệnh sẽ được quý nhân hỗ trợ, cấp trên, đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán trong tháng mới gần như không có gì khiến bạn phải lo lắng. Hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bên cạnh đó, bạn vẫn có những sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục đào hoa có dấu hiệu tăng tiến nhanh, lợi cho người tuổi Dần củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân có thêm cơ hội để làm quen, gặp gỡ, hẹn hò, nhưng vẫn cần phải tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Còn người đã có đôi ngày càng gắn bó khẳng khít bên nhau, có thể tính tới chuyện trùng thân đại sự. Nhìn chung với thái độ tốt và sự nỗ lực tích cực, những người tuổi Dần sẽ đón tháng 10 âm lịch suôn sẻ vui vẻ. Nhưng vì đây là một tháng sẽ khá tất bật, do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 đối với con giáp người tuổi Dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Vận trình có nhiều khởi sắc giúp cho con đường sự nghiệp của những chủ hộ trong tháng mới cũng có những tiến triển khả quan. Đây là tháng người tuổi Dần được quý nhân hỗ trợ khi lục hợp xuất hiện, nhờ đó các cơ hội thăng tiến tăng lương trong tháng khá cao, bản mệnh nên nhanh tay nắm bắt. Thiền đức các tinh cũng đảm bảo các kế hoạch công việc đều diễn ra ổn thỏa và hầu hết đều nằm trong dự tính ban đầu của con giáp này. Sự chủ động ngay ở những bước đầu giúp cho bạn theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời, hạn chế rất nhiều những rủi ro không đáng. Khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt, bạn cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng, kiến thức cho mình. Khi đó, bạn sẽ đủ năng lượng, động lực và có cơ hội đạt được những bước tiến đột phá trong công việc. Cũng trong tháng này, khả năng sáng tạo, lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận, nhờ đó mà con giáp người tuổi Dần có thể được trao nắm giữ một số vai trò quan trọng trong tập thể. Đây chính là những bước điểm thăng tiến mà bạn không nên bỏ lỡ. Kỹ năng giao tiếp, hợp tác của bạn cũng sẽ rất cần thiết trong việc giúp bạn thành công trong quá trình làm việc nhóm. Nhân duyên tốt cũng giúp các mối quan hệ trong công việc, quan hệ hợp tác thêm phần dễ thở. Tháng Quý Hợi, cấp trên lẫn đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Cơ hội khá nhiều nhưng đồng thời bạn cũng cần phải nhận thức được một số thách thức đang tiềm ẩn. Bạn vẫn nên thận trọng trong các mối quan hệ. May mắn và thuận lợi hiện tại của người tuổi Dần có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Bạn có thể gặp phải một số đối thủ cạnh tranh hoặc trở ngại đòi hỏi sự cảnh giác và xoay chuyển tình thế một cách linh hoạt nhất. Nếu bạn giữ thái độ tự mãn, thích thể hiện thì rất có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh, tự phá hỏng vận may của mình. Hãy dùng chính bản lĩnh và sự lanh lợi, khiêm tốn, nghiêm túc trong mọi việc để giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp. Không thể không kể đến những áp lực công việc có thể tăng lên và bạn cần học cách sắp xếp thời gian cũng như giải tỏa căng thẳng một cách hợp lý. Đừng quá lo lắng, nhìn chung vận thế đang đứng về phía con giáp người tuổi Dần và mang tới nhiều hậu thuẫn, mọi việc sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp, miễn là bạn nỗ lực và nhanh nhạy trong việc tận dụng các lợi thế sẵn có. Nếu bạn đang có ý định bắt tay kinh doanh riêng lẻ, việc chú ý tới những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi bất cứ lúc nào sẽ là chìa khóa của thành công. Những bước đầu chập chững có thể có không ít những khó khăn, cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh, trở nên bỏ cuộc dễ dàng. Quý nhân vận tăng cao cho thấy sẽ có người xuất hiện giúp đỡ bạn đúng lúc khi cần.
2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023 này, không chỉ sự nghiệp, tài vận của những chủ hộ cũng trên đà khởi sắc. Con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được những lợi ích về mặt tài chính. Bạn có thể có một số thu nhập tài chính hoặc cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng với chúng. Người làm công ăn lương vừa có thể yên tâm với thu nhập ổn định từ công việc chính, lại vừa có thể đón thêm các khoản thu ngoài luôn như tiền hoa hồng, tiền thưởng dự án, phụ cấp trách nhiệm. Nhìn chung, thu nhập không chỉ đến từ một nguồn, qua đó bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống theo ý mình. Với người làm kinh doanh, cục diện nhị hợp giúp các mối quan hệ hợp tác làm ăn của con giáp này vô cùng suôn sẻ trong tháng mới này. Nhân duyên tốt đẹp mở ra những cơ hội gặp gỡ khách hàng, đối tác tiềm năng. Hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bản cắt, tiền bạc đổ về âm âm. Bản mệnh có thể gặp được nhiều cơ hội may mắn thể hiện khả năng của bản thân. Nếu chăm chỉ làm ăn, bạn ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động. Những bước tiến ấn tượng trong cuộc sống của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Những người mạnh dạn đầu tư cũng có thể yên tâm rằng mặc dù rủi ro tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lợi nhuận thu về là vấn đề để bạn tự tin cho những bước đi tiếp theo. Đặc biệt, sao tốt thiên đức sẽ giúp hóa giải phần nào những xui xẻo bạn có thể đối mặt, gặp dữ hóa lành. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy đã đến lúc phải làm việc lớn, đừng ngần ngại thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên có sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu sự cạnh tranh từ đối thủ. Ở thời điểm này, hãy nhớ luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, cũng phải luôn độc lập, tự tin trong mọi tình huống. Bạn không cần thiết phải dựa dẫm vào ai để đạt được thành công. Bạn cũng được nhắc nhở cố gắng tránh các khoản đầu tư rủi ro hay những mối hợp tác với đối tượng không chắc chắn và xử lý các vấn đề tài chính một cách thận trọng. Đồng thời, lập kế hoạch và kiểm soát chi tiêu hợp lý để tránh những khoản lãng phí không đáng có. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, hãy đảm bảo tiến hành thu nhập thông tin và phân tích đầy đủ để tránh rủi ro và tổn thất không đáng. Duy trì chiến lược đầu tư hợp lý và đúng đắn sẽ giúp ổn định và phát triển tài sản cho bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng 10 âm lịch này, tức tháng Quỷ Hợi, những người cầm tinh con hổ chào đón đào hoa tăng vọt. Nguyệt lệnh là một dục dự báo nhân duyên vượng sắc, lợi cho người tuổi Dần củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Với người độc thân có thêm cơ hội để làm quen gặp gỡ hẹn hò. Có thể bạn không nhận ra mình thu hút người khác giới ở điểm nào, nhưng bạn vẫn liên tục nhận được những lời mời hẹn hò, những món quà bất ngờ và cả những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nếu cũng đang mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc, bạn có thể mở lòng đón nhận. Nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất hiện vào thời điểm này, giúp bạn có một tháng tràn đầy sắc màu, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào cách bạn tiếp nhận và phát triển duyên của mình ra sao. Còn vậy, vẫn cần tỉnh táo để tránh rơi vào tình trạng bị lợi dụng tình cảm. Người cỏ đôi ngày càng gắn bó, khẳng khít bên nhau khi cả hai đều trao những yêu thương chân thành. Nếu thấy tình cảm đã chín muồi và cả hai đều sẵn sàng, có thể tính chuyện chung thân đại sự. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe, nhìn chung nhờ trạng thái tinh thần thoải mái nên có tác động vô cùng tích cực tới thể trạng của những chủ hộ trong tháng Quỷ Hợi này. Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, công việc tăng lên, do đó con giáp này cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn uống và tập thể dục điều độ, nên dành thời gian thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950 mệnh mộc, năm sao thổ tủ, nữ sao phân hận khẩu quyết, có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương nên nhanh tay nắm bắt. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh lá cây.
2. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mệnh Kim. Năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, khả năng sáng tạo và lãnh đạo được công nhận, được giữ vai trò quan trọng trong tập thể. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, mệnh Thủy. Năm sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tiền bạc. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, mệnh Hỏa. Năm sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hận, khẩu quyết, nhân duyên vượng sắc, lợi cho bản mệnh củng cố các mối quan hệ tình cảm cho mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 5. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, mệnh Thổ. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu trắng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão, vận khí ở xu thế đi lên, nhiều thay đổi tích cực. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, vận mệnh tổng thể của những chú mèo trong tháng Quý Hợi đang có xu thế đi lên, cục diện tam hợp và nguyệt lệnh trường sinh mang tới nhiều thay đổi tích cực, bao gồm những cải thiện về sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ. Rất may là hầu hết mọi phương diện đều phù hợp với sự mong đợi của người tuổi Mão. Phương diện sự nghiệp bước sang tháng Quý Hợi rất đáng mong đợi. Bạn sẽ nhận được những sự công nhận xứng đáng, có thêm động lực để làm việc hết mình. Tự bản thân có thể mở rộng những cơ hội mới, hứa hẹn mang tới nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Tài khí của người tuổi Mão trong tháng mới cũng có nhiều điểm sáng, có thể có thêm các nguồn thu nhập mới. Đây là giai đoạn quan trọng để con giáp này thu lợi nhuận từ các quyết định đầu tư sản xuất trước đó của mình, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong năm tới. Càng gần về cuối năm, bạn càng cần phải làm đầu chắc đẩy, hạn chế những mạo hiểm không đáng. Như vậy thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía bạn. Trên phương diện tình cảm và các mối quan hệ, đào hoa của người tuổi Mão trong tháng 10 âm lịch này cũng tăng lên rõ rệt. Với người đã có đôi, tình cảm của hai bạn trở nên sâu sắc và gắn kết hơn, tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Người độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực của mình. Bạn sẽ cần phải cởi mở, chân thành để xây dựng những mối quan hệ ổn định và lành mạnh. Tuy nhiên, những chú mèo cũng cần chú ý quan tâm tới sức khỏe của mình. Hung tinh Bạch Hổ có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc dù bận rộn cũng khiến cho bạn dễ mệt mỏi, căng thẳng, triền miên, dần dà ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Xem tử vi năm 2023 vào tháng 10 âm lịch đối với người tuổi Mão, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Hợi, tiến trình sự nghiệp của những chú mèo đang trên đà phát triển tốt. Tháng này thích hợp để mưu cầu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Qua đó, bản mệnh có thể phản ánh thực tế, giá trị cá nhân của mình trong công việc, đồng thời chủ động và học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới cũng là cách hữu hiệu để hoàn thiện bản thân. Cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm trường sinh dự báo, may mắn đang đứng về phía con giáp này, tăng thêm cho bạn sự tự tin, động lực mạnh mẽ để thực hiện hóa các kế hoạch công việc của mình. Nếu bạn có ý tưởng quyết đoán để làm điều gì đó thì sẽ có rất nhiều lợi thế đồng hành. Khi chủ động nắm bắt được thời cơ, có độ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình, không khó để người tuổi Mão đạt nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt, bạn cũng khó mà vươn tới thành công.
Không thể không kể đến các mối quan hệ xã giao cũng giúp ích cho bản mệnh rất nhiều. Bản thân con giáp này là người có tài, lại có tính tình, cởi mở, hòa nhã, nên dễ nhận được sự yêu mến từ mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải những khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Một số người cũng sẽ có cơ hội đi công tác, từ đó là dịp để bạn mở mang tầm nhìn, nhân tiện lại có thể chứng minh năng lực bản thân. Hơn nữa, đi công tác là cơ hội rèn luyện bản lĩnh cho bạn rất tốt. Do đó, bạn nên trân trọng, phát huy tốt nhất bởi sau đó còn rất nhiều đáng quý giá đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải sẵn hoa hồng. Con giáp người tuổi Mão vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức khó khăn và những tình huống áp lực cao. Nhưng chỉ cần bạn tự tin, bạn vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng và tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Nếu bạn đang trong quá trình làm việc hay tìm việc thì con giáp này có thể sẽ có một cơ hội tốt đảm bảo quá trình tìm kiếm việc làm suôn sẻ. Người tuổi Mão nên chủ động nâng cao khả năng của mình, tham gia nhiều khóa đào tạo, hoạt động hơn để mở rộng mạng lưới quan hệ. Nhìn chung, chỉ cần con giáp này tự tin, thoải mái đối mặt với các hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng thì chắc chắn bạn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. 2. Luận về phương diện tài chính. Cùng với những thuận lợi trong phương diện sự nghiệp thì tài vận của người tuổi Mão khi bước sang tháng Quý Hợi này có nhiều sự rực rỡ. Với hàng loạt các tín hiệu tích cực nhờ cục diện tam hợp, nguyệt lệnh trường sinh và đặc biệt là có tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu nhập của những chú mèo có thể đến từ nhiều nguồn. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về việc thu chi. Mọi thứ đều ra vào hợp lý, cân đối, thậm chí bạn còn có đủ điều kiện để giải quyết một số nhu cầu tài chính khẩn cấp cho bản thân và cả gia đình. Sự xuất hiện của quý nhân mang tới không ít những cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Dù làm trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có người dẫn dắt và giúp đỡ, lợi nhuận đổ về liên tục. Người tuổi Mão hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của bản thân. Đừng do dự quá, nếu không, cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, tháng này bạn nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem về nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. Vận khí đang rất thịnh vượng, khả năng bạn còn kiếm được nhiều hơn cả sự mong đợi. Đây là giai đoạn quan trọng để bạn thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư sản xuất trước đó của mình, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong năm tới. Cũng cần nhắc nhở rằng, càng về gần cuối năm, bạn càng cần làm đầu chắc đẩy, hạn chế những mạo hiểm không đáng. Như vậy thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía bạn. Tháng này, dù người tuổi Mão có các cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nó cũng đòi hỏi một phần nỗ lực nhất định để đạt được kết quả tốt đẹp hơn. Nếu bạn là người có thói quen lập kế hoạch tài chính, bạn có thể nhận được nhiều khoản lợi ích hơn. Do đó, bạn nên nâng cao kiến thức về đầu tư, quản lý tiền bạc khi có tiền và thời gian. Điều này sẽ rất có giá trị về lâu về dài. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Bản hợp thái tể hứa hẹn đào hoa của những chú mèo tăng lên rõ rệt khi bước sang tháng Quý Hợi. Chuyện tình cảm và các mối quan hệ có nhiều khởi sắc tiến triển tích cực. Trạng thái tinh thần của bản mệnh cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ. Đào hoa phượng có lẽ sẽ có lợi nhất cho người độc thân. Quả thật, điềm báo tử vi cho thấy rất nhiều cơ hội đến với người tuổi Mão, có thể sẽ gặp được một tình yêu đích thực cho mình. Nhưng trước khi đạt được điều đó, bạn cần phải cởi mở, chân thành để xây dựng các mối quan hệ ổn định, lành mạnh. Với người đã có đôi, tình cảm của hai bạn trở nên sâu sắc, gắn kết hơn, tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Cả hai luôn đồng hành với nhau, biết đặt bản thân vào vị trí của đối phương nên hạn chế được rất nhiều sự tranh cãi và xung đột. Với riêng con giáp này, cũng nhờ sự chăm sóc,
khích lệ, động viên của người ấy mà bạn có thể đạt được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Những chú mèo nhận ra rằng tình yêu là một điều rất quan trọng với bạn và một quyết định trọng đại có thể sẽ đến trong tháng này. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Luận về mặt sức khỏe đối với người tuổi Mão sẽ có thể có thể trạng lý tưởng vào tháng 10 âm lịch này. Sức khỏe thể chất được đảm bảo, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt, nhờ đó mà bạn có đủ năng lượng để theo đuổi, làm những việc mà mình muốn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên chủ quan trước sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ. Hung tinh này có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc bận rộn cũng dễ khiến cho bạn mệt mỏi, căng thẳng triền miên. Dù thường ngày có khỏe đến mấy thì dần dà cũng sẽ lao lực, sức khỏe giảm sút. Do đó, điều quan trọng là dù có mải mê với công việc đến đâu, thì người tuổi Mão cũng nên tìm cách giải tỏa tâm trạng, giảm bớt căng thẳng. Nên tham gia nhiều hoạt động thể thao, thể dục ngoài trời hơn để giúp cơ thể khỏe mạnh. Cải thiện thể chất, tăng cường quản lý chế độ ăn uống và đảm bảo giấc ngủ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951, mệnh mộc, nam sao là hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết. Thích hợp để mưu cầu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hoài, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. 2. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, nên chủ động nắm bắt được thời cơ, có độ quyết tâm và sự tin tưởng vào bản thân. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá cây. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, thu nhập đến từ nhiều nguồn, không phải quá lo lắng về việc thu chi. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, chuyện tình cảm và các mối quan hệ có nhiều khởi sắc, tiến triển tích cực. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu tím. 5. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, mệnh thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, đề phòng những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ nên tìm cách giải tỏa tâm trạng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Thìn. Tháng này không có nhiều biến động nên duy trì tiến độ ổn định. Bước sang tháng 10 âm lịch thấy rằng vận trình của con giáp người tuổi Thìn không có quá nhiều biến động, mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm và đều đặn như trước đó. Cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà những chú rồng không nên chủ quan. Tháng này, nguyệt lệnh làm dưỡng tạo điều kiện để người tuổi Thìn củng cố và tiếp tục thực hiện các kế hoạch công việc của mình. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch khảo sát và kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ, kiên trì, bạn có thể vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Về phương diện tiền bạc, không có nhiều khoản thu đáng kể đến với người tuổi Thìn trong tháng mới này. Áp lực cạnh tranh vẫn còn đó, nhưng bên cạnh đó bạn cũng sẽ có những cơ hội để thể hiện khả năng và gặt hái thành công, xứng đáng thông qua quản lý và đầu tư tài chính thông minh. Đời sống tình cảm của những chú rồng cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn khi bước sang tháng Quý Hợi. Các mối quan hệ không có nhiều xáo trộn. Các cặp đôi cũng cần chú ý tới việc giao tiếp bao dung cho nhau, khi đó sẽ chẳng có vấn đề nào đe dọa tình cảm của hai bạn.
Sức khỏe không gặp phải tình trạng nguy cấp nào, nhưng bản mệnh vẫn cần phải chú ý duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần, giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn một cách hợp lý. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với con giáp người tuổi Thìn luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Hợi, sự nghiệp của người tuổi Thìn không có quá nhiều thay đổi. Công việc vẫn như cũ, tiến trình cũng được bản mệnh duy trì ổn định. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng cho thấy tháng này thích hợp để những trụ rồng củng cố, điều chỉnh lại các kế hoạch công việc cho chắc chắn, giảm thiểu tối đa những sự cố không đáng. Đây sẽ là giai đoạn tạo bước đà để bạn bứt phá mạnh mẽ trong các tháng còn lại của năm, tạo một cái kết đẹp trong năm 2023 này. Bước sang tháng 10 âm lịch, nhờ sự chủ động, bình tĩnh khi đối mặt với những sự cố mà người tuổi Thìn có thể khẳng định được năng lực bản thân trước cấp trên. Đó cũng là cách mà bạn tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong công việc. Nhìn chung, cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà những chú rồng không nên chủ quan. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch, khảo sát và kiểm soát quá trình cẩn thận. Xét theo hướng tích cực, những khó khăn, thách thức cũng mang tới cho bạn cơ hội thể hiện khả năng, tài năng của mình. Bạn cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân, tin rằng bạn có thể vượt qua mọi khó khăn. Tử vi tháng 10 âm lịch này cho thấy bạn không nên vội vã, nóng nảy, vì mọi kết quả đều cần phải có một quá trình dài hơn. Một số người có thể sẽ cần đưa ra một số quyết định quan trọng. Những quyết định này có thể có tác động đáng kể đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần xem xét đầy đủ các yếu tố khác nhau và tham khảo ý kiến, đề xuất của người khác. Bạn cũng cần giữ bình tĩnh, suy nghĩ hợp lý, chờ để bản thân bị lung lay bởi cảm xúc và căng thẳng. Các cát tinh như tử vi, dạy thân, chính quan đều là những sao tốt cho con đường công danh sự nghiệp của những chú rồng. Do đó, ở thời điểm hiện tại, bạn hãy cứ tập trung, chăm chỉ trong sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng. Việc thế nào thì làm thế ấy, hạn chế tính toán những điều quá xa vời. Đồng thời, bạn cũng phải chú ý xử lý các mối quan hệ tại nơi làm việc, giao tiếp tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo, đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. 2. Luận về phương diện tài chính. Tuy không có tài tình chiếu mệnh, song con đường tài lộc của người tuổi Thìn cũng không đến mức ảm đạm trong tháng 10 âm lịch này. Các khoản thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Nếu đảm bảo được công việc hiện tại phát triển ổn định thì bản mệnh không có gì phải lo lắng về tiền bạc. Mặc dù vẫn có một số thách thức, nhưng bạn cũng sẽ có những cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua việc làm chăm chỉ và đầu tư một cách thông minh. Bạn có thể cân nhắc tìm kiếm một số công việc tay trái hoặc công việc bán thời gian để bổ sung nguồn thu nhập cho mình. Bên cạnh đó, đừng quên tiết kiệm nhiều hơn bằng cách thay đổi thói quen chi tiêu, tập trung quản lý tài chính hợp lý. Đó là cách giữ tiền bền vững. Với người làm kinh doanh, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó. Các đơn hàng vẫn có nhưng đa phần không chất lượng. Các khoản chi phí bên lề phát sinh nhiều khi mà doanh thu không tăng, hầu như lại vẫn chưa thấy. Cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay. Có như vậy, tình hình mới chuyển biến tốt hơn. Thời điểm này, bạn không nên cố chấp ôm đồm nhiều việc cùng lúc bởi hiệu quả không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng đè nặng. Hãy cố gắng làm tốt nhất những việc trong tay. Đó cũng sẽ là nguồn thu ổn định và an toàn cho bạn với lợi thế là đang sẵn có kinh nghiệm. Một số người có thể gặp phải một số chi phí bất ngờ hoặc rủi ro khi đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, bạn cần đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm tàng và lợi ích thực tế ra sao, cũng như tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia.
trở nên mù quáng theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà gây tổn hại tới sự an toàn tài chính lâu dài. Ngoài ra, cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền đi mà không trở lại. Đây đã là thời điểm cận cuối năm Quý Mão 2023, hãy lấy tích lũy làm trọng để chuẩn bị đón đầu năm mới 2024 đầy đủ và sung túc hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi Thân cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn. Bạn biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở trong tình trạng hài hòa, ít có xung đột. Chuyện tình cảm của các cặp đôi không có nhiều xáo trộn, bất chấp một số thách thức, bạn cũng có cơ hội cải thiện mối quan hệ của mình với người ấy thông qua việc tăng cường giao tiếp và bao dung cho nhau. Bạn cố gắng lắng nghe nhiều hơn ý kiến, tâm tư, cảm xúc của đối phương, sau đó mới bày tỏ quan điểm, cảm xúc của riêng mình. Bằng cách thấu hiểu lẫn nhau, bạn có thể giải quyết mọi vấn đề giữa cả hai, đồng thời củng cố niềm tin, sự thân mật giữa các bạn. Người tuổi Thìn độc thân có thể tăng thêm cơ hội thông qua các hoạt động xã giao. Có điều, để tìm được người phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu tìm thấy người ưng ý, hãy mở lòng để đón nhận. Cơ hội là do chính mình tạo ra. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những chú rồng khi bước sang tháng Quý Hợi này khá ổn định. Không gặp bất cứ tình trạng bệnh tật nguy cấp nào phải lo lắng. Dù vậy, bản mệnh vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất. Ngoài việc ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý điều tiết tâm trạng. Khi gặp những tình trạng bế tắc, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tinh thần bằng cách nói chuyện với bạn bè, người thân. Chỉ khi tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới được đảm bảo. Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, bạn cũng nên quan tâm nhiều tới tình trạng sức khỏe người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, mệnh thủy. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Công việc vẫn như cũ, tiến trình cũng được bản mệnh duy trì ổn định. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh hỏa. Nam sao Vân Hưởng, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh thổ. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Có cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua việc làm chăm chỉ và đầu tư thông minh. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mệnh Mộc. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở tình trạng hài hòa. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, mệnh Kim. Nam sao Vân Hưởng, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất, điều tiết tâm trạng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ xuất hiện nhiều mối nguy, vận khí giảm sút nhanh. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy vận khí của con giáp người tuổi Tỵ giảm sút khá nhanh trong tháng 10 âm lịch này do chịu ảnh hưởng của xung thái tuế. Hầu hết các phương diện của cuộc sống đều xuất hiện những mối nguy hại mà bạn cần không thể xem nhẹ. Tháng Quý Hợi, trọng tâm của người tuổi Tỵ sẽ là sự nghiệp. Áp lực công việc trong tháng này khá cao, bạn cũng phải làm việc nhiều hơn, cảm giác bận rộn
không lúc nào nghỉ ngơi, lại còn luôn đề phòng kẻ tiểu nhân nhầm ngõ. Khó khăn, thách thức dồn dập khiến cho con giáp này có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo. Tháng 10 âm lịch còn có sự xuất hiện của Đại Hao, một hung tinh trụ về hào tài bảo hiệu tài vận của con giáp này cũng kém sắc, vẫn may tiền bạc không nhiều nên bạn chớ mong chờ vào các trò chơi mài rủi. Việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có thể được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro, thậm chí là mất trắng. Chuyện tình cảm cũng rối ren, trao đi nhưng không nhận lại được gì. Con giáp này có thể sẽ hy sinh vô ích một mối quan hệ hững hờ, thiếu thực tế. Với các cặp vợ chồng, gặp không ít những trục trặc, gia đạo bất an về chuyện con cái hay khó khăn về tiền bạc, điều đó khiến cả hai nảy sinh nhiều cãi vã gay gắt. Áp lực từ công việc và cuộc sống gia tăng cũng ảnh hưởng xấu tới tình trạng sức khỏe của con giáp người tuổi Tỵ. Thể lực có dấu hiệu suy nhược, dễ mắc phải bệnh vặt, nhất là những bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, bệnh theo mùa. Cần phải thăm khám, chữa trị ngay nếu không muốn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi Tỵ, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều biến động và không ít những căng thẳng. Cục diện xung thái tuế gây nên không ít những rắc rối, các mối quan hệ xấu đi, kế hoạch dễ đổ bể, tiến độ trì trệ. Đó là những vấn đề mà người tuổi Tỵ có nguy cơ phải đối mặt. Còn giáp này đặt trọng tâm hàng đầu lúc này đó là phương diện sự nghiệp của bản thân. Nếu không, công sức gây dựng từ đầu năm có thể thành công giả trang chỉ vì chủ quan ở thời điểm hiện tại. Người tuổi Tỵ cần chuẩn bị bản thân một trạng thái tinh thần vững vàng, vì trước mắt là những áp lực lẫn căng thẳng. Công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thách thức, bạn vừa phải làm nhiều việc, vừa phải đề phòng nhầm ngõ tiểu nhân. Cảm giác bận rộn, không lúc nào nghỉ ngơi, đầu óc luôn phải căng thẳng như dây đàn. Khó khăn và thách thức dồn dập khiến bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu. Khi gặp những khó khăn, rắc rối, người tuổi này không chủ động giải quyết mà dường như có suy nghĩ chờ đợi người khác đến giúp đỡ mình. Tinh thần làm việc quậy quậy, đi xuống, thiếu ý sáng tạo, bản mệnh nên lên kế hoạch chi tiết cho công việc, hạn chế phần nào tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Ở lúc tình hình không mấy khả quan như hiện tại, con giáp này không thể kiên nhẫn giải quyết những khó khăn mà lại hành động bốc đồng thì rất có thể sẽ là rối tung mọi chuyện, càng khiến cho mọi thứ đâm đầu vào ngõ cụt. Bạn cũng sẽ phải trả giá vì sai lầm của mình. Trạng thái như vậy đương nhiên sẽ gặp bất lợi trong sự nghiệp và nghề nghiệp của bạn. Nhìn chung, khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận thế sự nghiệp của người tuổi Tỵ không mấy tốt đẹp nên bạn vẫn phải nỗ lực nhiều hơn trong con đường sự nghiệp của mình so với những tháng trước. Đừng quá lo lắng, vẫn có các tinh nguyệt mã đưa đường chỉ lối sẽ hướng cho bản mệnh những điều tốt đẹp khi đã làm hết khả năng của mình. Đừng do dự quá nhiều nếu được cấp trên giao phó nhiệm vụ nào đó. Mức độ của nó càng khó, càng chứng tỏ độ tín nhiệm đối với bạn càng cao. Hãy tập trung hoàn thành tốt mọi việc, cơ hội chuyển ngoặt, thăng tiến cũng từ đó mà ra. 2. Luận về phương diện tài chính. Cùng với những khó khăn ở phương diện sự nghiệp thì con đường tài lộc của người tuổi Tỵ cũng không khá khẩm hơn là bao. Dù có chính tài chiếu mệnh, song hung tinh đại hao án ngự khiến cho tình hình tiền bạc của bản mệnh chỉ mới có dấu hiệu tăng nhẹ đã có nguy cơ thất thoát khá nhanh. Kiếm được mà cũng phải tiêu đi không ít. Về cơ bản, số tiền mà bạn kiếm được cũng có thể bù vào các khoản phát sinh bất ngờ. Để có được tiền tiết kiệm, người tuổi Tỵ lúc này khá vất vả, bạn phải chạy ngược chạy xuôi,
Có người phải nhận thêm nhiều việc, làm thêm để có thêm tiền. Muốn cải thiện tình hình tài chính, bạn cần lên kế hoạch dài hạn hơn và hạn chế chi tiêu những hạng mục không thật sự cần thiết. Tháng này nên tuyệt đối tránh xa các trò chơi mai rủi, cờ bạc đỏ đen. Quá mong chờ vào việc kiếm tiền từ đó vừa khiến bạn mất đi công sức, mất tiền, mất của mà chẳng thu về được đồng nào. Việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có thể được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro, thậm chí là mất trắng. Một số cơ hội xuất hiện, song bạn luôn do dự dẫn tới bỏ lỡ mọi cơ hội tốt. Cục diện tương xung cũng cảnh báo về cạnh tranh thị trường, đối thủ làm ăn cùng lĩnh vực sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, tìm đủ mọi cách để vượt lên bạn, khiến bạn chịu nhiều áp lực, thường phải đau đầu tìm ra hướng đi mới, nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Vận đen cũng đeo bám người tuổi Tỵ ở phương diện tình duyên khi bước sang tháng Quý Hợi. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu khiến bạn vô cùng nhức nhối. Cục diện tương xung khiến các cặp đôi dễ xảy ra xung đột, hơn thua với chính người mình yêu, thậm chí là cãi vã liên miên. Cái tôi cá nhân của người tuổi này cũng trỗi dậy mạnh hơn, khiến mối quan hệ đôi bên căng thẳng. Vợ chồng đồng sàng chị mộng, nhiều lần mâu thuẫn về chuyện con cái hay khó khăn về tiền bạc khiến gia đạo bất ổn, mọi thành viên trong nhà đều bị ảnh hưởng tâm lý. Với những người mới bắt đầu một mối quan hệ mới, có thể bạn trao đi nhiều nhưng nhận lại không được bao nhiêu. Bạn nên xem xét lại tình cảm của cả hai bên, tránh việc hy sinh vô ích cho một mối quan hệ lững lờ, thiếu tính thực tế. Nhân duyên của người độc thân cũng ảm đạm, không phải không có đào hoa, nhưng dường như có cái gì đó cản trở khiến bạn không thể mở lòng mình. Có thể con giáp này vẫn đang có chuyện quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại, hình bóng người cũ vẫn còn khắc sâu trong trái tim bạn, nhưng lựa chọn tiếp tục chìm đắm hay mạnh mẽ bước tiếp sẽ còn phụ thuộc vào quyết định của chính con giáp này. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 dự báo tình trạng sức khỏe của người tuổi Tỵ y ạch và chưa được cải thiện là mấy. Bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng do áp lực công việc tăng cao, lúc nào cũng trong tình trạng bơ phờ. Thể lực có dấu hiệu suy nhược, dễ mắc những căn bệnh vặt, nhất là những bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, bệnh theo mùa. Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường nào cũng cần phải thăm khám, chữa trị ngay, nếu không tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, người tuổi Tỵ rất khó tự mình điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ hay bi quan tiêu cực sẽ dẫn tới tâm sinh bệnh. Nếu con giáp này không tìm được cách thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Bạn nên cố gắng dành chút thời gian cho bản thân, tránh làm việc quá sức. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, mệnh Thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, cần chuẩn bị tinh thần vững vàng vì trước mắt là những áp lực lẫn căng thẳng. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh Hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, khó khăn, thách thức, dồn dập, có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh Thổ, nam sao Thổ Tủ, nữ sao Vân Hợn, khẩu quyết, tình hình tài chính mới có dấu hiệu tăng nhẹ, đã có nguy cơ thất thoát khá nhanh. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 4. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, mệnh Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đầu khiến bạn vô cùng nhức nhối. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tuất,
tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu cam. 5. Tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng do áp lực công việc cao. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ, khó khăn, ngập lối, thiếu đi sự nhiệt huyết. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với vô vàn trắc trở, khó khăn, ngập lối do cách cục tử vi tháng này khá xấu. Mọi việc diễn ra không như ý hoặc đang làm thì đổ bể giữa chừng, gia tăng áp lực cho bản thân. Công việc có nhiều xáo trộn, thách thức kéo dài trong cả tháng. Tinh thần làm việc sa sút, vấn đề lớn nhỏ ồ ạt kéo về khiến cho bạn choáng ngợp. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa, bạn bè cũng có thể trở mặt thành thù vì lòng ghen ghét đố kỵ. Chất lượng công việc khó làm hài lòng cấp trên, chính bản thân bạn cũng chán nản, thiếu đi sự nhiệt huyết. Cũng giống như phương diện sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Ngọ trong tháng 10 âm lịch này cũng nhiều sóng gió. Tiền bạc lên xuống thất thường, lúc thì khởi sắc, khi lại giảm sút mạnh. Vận may không có là bao nên còn giáp này nên tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Bên cạnh đó, bạn cũng nên kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò mai rủi. Vận hạn trong tháng 10 âm lịch này đối với người tuổi Ngọ còn thể hiện cả ở phương diện tình cảm. Dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, mối quan hệ của con giáp này cũng sẽ không được suôn sẻ. Người độc thân dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người, tránh bị lừa gạt. Về sức khỏe, nhiều mối nguy cơ cho cơ thể tiềm ẩn nhắc nhở người tuổi này phải cẩn thận về sức khỏe của bản thân. Nếu cảm thấy không khỏe, nên tới các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh tình trạng ủ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý tới chế độ ăn uống, sắp xếp lịch trình, làm việc phù hợp với cuộc sống. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi Ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng mới có nhiều biến động bất lợi. Đây sẽ là giai đoạn có nhiều thách thức. Hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Nguyệt lệnh lầm đất tuyệt lại có thêm hung tinh thiên hình quấy phá, dự báo trước những sóng gió mà bản mệnh phải đối mặt, công việc nhiều trắc trở, áp lực gia tăng và đến từ nhiều nguồn, gần như không lúc nào bạn được thư thả. Các kế hoạch thường đi chệch khỏi dự tính ban đầu, nhiều hạng mục mà con giáp này đã dồn nhiều tâm huyết nhưng không diễn ra như đúng ý muốn khiến bạn không khỏi thất vọng. Dù vậy vẫn phải cố gắng kiểm soát, nhưng tình hình không mấy khả khẩm. Đã vậy, các mối quan hệ tại nơi làm việc gặp nhiều rắc rối, thiếu đi hài hòa. Mọi người có thể bằng mặt nhưng không bằng lòng, dấu hiệu còn cho thấy có sự đấu đá cạnh tranh ngầm sẽ xảy ra trong tập thể. Bản mệnh còn được nhắc nhở nên thận trọng trước họa tiểu nhân. Có nhiều người không thể vội tin tưởng, chưa chắc họ đã tốt đẹp như những gì đã thể hiện ra bên ngoài. Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chính những người bên cạnh mình. Liên quan tới lợi ích cá nhân, bạn bè có thể trở mặt thành thù lúc nào không hay. Tiểu nhân đầy rẫy, chỉ cần một bước đi sai lầm sẽ dẫn tới nhiều sai sót nghiêm trọng. Lúc này, dù làm gì, bạn cũng nên đặt lý trí lên hàng đầu, không thể làm việc theo cảm xúc được. Chất lượng công việc khó làm hài lòng cấp trên. Chính bản thân bạn cũng chán nản, thiếu đi sự nhiệt huyết. Nhưng tinh thần làm việc quẻ quải như vậy chỉ càng khiến bạn mọi việc đâm đầu vào ngõ cụt. Chính bạn trước hết phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình mới mong tình hình sớm có cải thiện. Nhìn chung, công việc cả tháng của bạn không được suôn sẻ nên bạn phải chú ý tới các chi tiết dù lớn dù nhỏ. Đồng thời điều chỉnh tâm lý của mình tích cực hơn trong mọi việc, có tâm lý sẵn sàng, chủ động, tập trung vào công việc thay vì để những việc xung quanh tác động đến bản thân. Người ăn ở có phúc
thì có phần bạn bỏ ra nỗ lực hoặc nghiêm túc thì trời sẽ không phụ công của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Hợi, con giáp người tuổi Ngọ phải đối mặt với nhiều thách thức, công việc bận rộn tràn đầy áp lực, chưa chắc bỏ công bỏ sức ra đã thu về những thành quả như mong đợi. Tình hình tài lộc lúc này cũng không khả khẩm hơn là bao. Hôn phận tăng cao lại chịu tác động từ sao tiểu hao nên tiền bạc hạn hẹp, thu nhập ảm đạm. Càng những lúc như vậy càng nên chú ý hơn trong chuyện chi tiêu. Có những lúc vốn đã kiếm được khoản tiền không nhỏ nhưng ngay sau đó đã có việc cần phải dùng đến hoặc đầu tư thiếu hiệu quả khiến tài vận giảm sút mạnh, cuối cùng chẳng giữ được mấy đồng trong tay. Tử vi tháng 10 âm lịch khuyên bạn rằng vận may không có là bao nên con giáp người tuổi Ngọ nên tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có một tháng nhiều sóng gió. Tình trạng hàng hóa có phần ế ẩm, xuất hiện nguy cơ tồn kho. Nếu tiếp tục đi theo con đường bẫy lâu, khách hàng cũng dần không còn mặn mà nữa. Do đó, bạn nên chủ động tìm kiếm những phương pháp đổi mới để thu hút thêm nguồn khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt cũng cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân giở trò ám toán, bản mệnh nên thận trọng trong việc nhìn người, nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn. Nếu không đủ tỉnh táo, rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó, bạn cũng phải kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò mai rủi. Những người có tâm lý kiếm tiền nhờ vào trò cờ bạc đỏ đen, lười làm, ham ăn, cố tình thực hiện những hành vi phạm pháp trái đạo đức sẽ vướng vào kiện tụng tiền mất tật mang. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng 10 âm lịch này, nhân duyên của những chú ngựa không mấy lý tưởng. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt báo hiệu vận trình ngày càng có xu hướng giảm sút, các mối quan hệ tình cảm tiềm tàng không ít biến động. Dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, mối quan hệ của bạn sẽ không được suôn sẻ, đôi lửa thiếu đi sự thấu hiểu bao dung, chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân nên mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Tình trạng khắc khẩu ngày càng nghiêm trọng. Có nhiều khi chuyện vốn không có gì nhưng bản mệnh lại phức tạp hóa nó lên, nhất là nữ mệnh. Còn giáp người tuổi Ngọ thường xuyên suy nghĩ nhiều, đa phần lại theo chiều hướng tiêu cực nên nhìn đâu cũng thấy điểm nghi vấn, ghen tuông ầm ĩ. Thay vì tự làm khổ bản thân bằng những suy diễn ấy, bạn có thể thẳng thắn trao đổi với đối phương. Một cuộc trò chuyện ngắn, nhanh cũng giải quyết được một số sự việc, quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không. Còn đối với người độc thân dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng, trao đi nhiều nhưng nhận lại chỉ toàn lừa dối, nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người tránh bị lừa gạt. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của những chú ngựa không mấy lý tưởng trong tháng Quý Hợi này, xuất hiện nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn mà bản mệnh không thể chủ quan. Những mối bận tâm, trăn trở trong cuộc sống, công việc dần hình thành áp lực tâm lý khiến thể trạng của bạn khó mà được đảm bảo. Cộng với việc ít vận động, lười thể dục, thể thao cũng khiến cho sức đề kháng giảm sút. Nếu cảm thấy không khỏe, nên đi tới các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh tình trạng ủ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý tới chế độ ăn uống, sắp xếp lịch trình làm việc phù hợp với cuộc sống. Chế độ ăn uống hàng ngày của bạn phải cân bằng dinh dưỡng lành mạnh, đồng thời cũng phải làm việc và nghỉ ngơi khoa học, hạn chế thức khuya. Khi bạn biết cách chăm sóc bản thân cũng là lúc cơ thể được nạp năng lượng đầy đủ nhất, có như thế mới đủ sức theo đuổi mục tiêu của bản thân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, mệnh Kim, năm sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, công việc nhiều trắc trở, áp lực gia tăng và đến từ nhiều nguồn. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu nâu, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, mệnh Thủy, năm sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết,
Các mối quan hệ tại nơi làm việc gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu cam, màu hồng. 3. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh Hỏa. Năm sau La Hầu, nữ sau Kế Đô, khẩu quyết, tiền bạc hạn hẹp, thu nhập ảm đạm nên chú ý hơn trong việc chi tiêu. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, mệnh Thổ. Năm sau Kế Đô, nữ sau Thái Dương, khẩu quyết, vận trình giảm sút, các mối quan hệ tình cảm tiềm tàng không ít những biến động. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002, mệnh Mộc. Năm sau Thái Bạch, nữ sau Thái Âm, khẩu quyết, sức khỏe xuất hiện nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn mà bạn không thể chủ quan. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mùi, nhiều tín hiệu tốt, gặp dự hóa lành. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho biết, con giáp người tuổi Mùi bước sang tháng Quý Hợi nhờ có tam hợp che chở, tuy vẫn còn tiềm ẩn một vài khó khăn nhưng nhìn chung gặp dự hóa lành, mọi vấn đề đều sẽ tìm được cách giải quyết hợp lý. Tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Mùi có những bước phát triển tích cực và rõ rệt, công danh trên đà tiến triển, hứa hẹn mức lương thưởng cũng sẽ tăng lên theo. Bạn làm việc hiệu quả, có thái độ tích cực nên không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận được các dự án quan trọng thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Về tài lộc, tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mùi cũng không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào dù là chính tài hay thiên tài. Việc đầu tư, quản lý tài chính hay tiêu dùng đều được bạn kiểm soát tốt, đưa ra những quyết định sản xuất. Người làm kinh doanh dựa vào nhân duyên tốt mà tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, lợi nhuận tăng vọt. Trong phương diện tình cảm, những người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được mối lương duyên trong tháng này, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lẻ bỗng hiện tại. Trong khi đó, người đã có đôi cũng trải qua khoảng thời gian ngọt ngào, lãng mạn trong suốt cả tháng. Mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thách thức mà hai bạn có với nhau. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, người tuổi Mùi có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng lo ngại, nhưng về lâu về dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Công việc bận rộn và căng thẳng có thể gây tổn hại cho cơ thể lẫn tâm trí, vì vậy cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi trong tháng Quý Hợi được dự đoán sẽ có nhiều tiến triển tích cực nhờ có tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công khá cao. Khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao. Bản mệnh là người đa tài, thảo phát nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng của người làm lãnh đạo. Do đó, công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào. Nhờ thái độ làm việc hiệu quả, tích cực, không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, những chủ dê có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về của tháng, vận trình càng khởi sắc. Một số người có thể đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong con đường sự nghiệp của con giáp này. Tuy nhiên, tháng 10 âm lịch có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng nhắc nhở người tuổi dê vẫn nên lưu tâm tới những mối nguy, rủi ro không lường trước,
Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách để bạn bảo vệ bản thân trong tháng này, nếu không chỉ tự rước họa thị phi vào mình. Tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo, khách hàng sẽ là chìa khóa đạt được mục tiêu nghề nghiệp trong tháng Quỷ Hợi này. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thách thức khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tài chính của người tuổi Mùi khi bước sang tháng Quý Hợi cũng có sự thăng tiến. Hứa hẹn có những bước nhảy vọt. Bản mệnh không lo thiếu tiền tiêu, tài lộc dồi dào, dù là chính tài hay thiên tài. Là người làm công ăn lương, hứa hẹn có thể ký kết nhiều hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Điều này mang về cho bạn không ít những hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và giảm thử sức, giảm dấn thân. Tài chính được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém vẫn là cần phải quản lý cẩn thận. Việc đầu tư, cân bằng thu chi đều cần đưa ra những quyết định sản xuất. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tiền bạc phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Tuy nhiên, người tuổi Mùi nên chú ý kiếm tiền là giải pháp lâu dài, nhưng đừng hủy hoại sự giàu có của mình chỉ vì những hành động đi đường tắt, đánh bạc, đỏ đen, bất chấp pháp luật. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, phương diện tình cảm của người tuổi Mùi đón nhiều tin tức tốt lành, may mắn về tình duyên sẽ đến nhờ những nỗ lực của chính con giáp này. Đời sống tình cảm của người tuổi Mùi ngày càng thăng hoa, người độc thân quan tha có thể thoát khỏi tình trạng cô đơn hiện tại nhờ gặp gỡ cuộc tình bất ngờ thú vị trong tháng. Nhân duyên tốt lành là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Với các cặp đôi, bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết, nóng bỏng, chân thành của người kia dành cho mình. Mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết sau tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau. Nếu tình yêu đã chín muồi, hai bạn có thể tính chuyện kết hôn để sớm thỏa nguyện yêu thương. Tình yêu kéo dài quá lâu có thể gây tác dụng phụ hoặc xảy ra những nguy cơ không lường trước. Vì thế, khi mọi thứ đã thuận lợi, nên nghĩ tới việc làm đám cưới để tình cảm đôi lứa tiến thêm bước quan trọng. Thời điểm này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng giải tỏa mâu thuẫn giận hờn, hâm nóng tình cảm, giúp gia đạo êm ấm. Cả gia đình bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Mùi bình ổn trong tháng 10 âm lịch này. Có điều, dưới sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Mậu, người tuổi Mùi có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe là cần chú ý, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Khi đó, các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, đảm bảo về tai nạn hoặc sự cố không mong muốn. Do đó, bản mệnh hạn chế đi ra ngoài quá khuya, chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có chất kích thích. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, mệnh kim. Năm sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Có thể mạnh dạn mưu sự triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công khá cao. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi
sinh năm 1967, mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, thái độ làm việc hiệu quả và tích cực được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mệnh hỏa, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, tài chính được cải thiện nhanh chóng, vẫn cần phải quản lý cẩn thận. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, mệnh thổ, nam sao Vân Hở, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, đời sống tình cảm ngày càng thăng hoa với cả người độc thân và người có đôi. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu nâu, màu cà phê. 5. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với con giáp người tuổi Thân, chịu nhiều áp lực, vất vả ngược xuôi. Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão cho biết, người tuổi Thân phải chịu không ít những áp lực căng thẳng trong tháng mới do tương hại xuất hiện. Mọi việc trở nên khó khăn hơn, bản mệnh cũng thường xuyên vất vả ngược xuôi. Vận trình sự nghiệp của con giáp người tuổi Thân trong tháng mới này khá ảm đạm, khó tìm được cơ hội phát triển, mục tiêu thăng tiến cũng xa tầm với. Tinh thần sa sút cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc. Bạn thiếu đi động lực cố gắng, xảy ra vấn đề, chỉ nghĩ tới việc né tránh thay vì tìm cách giải quyết. Con giáp này nên sớm chấn chỉnh lại bản thân, không quên đề phòng tiểu nhân và thị phi. Về mặt tài lộc, do cách cục tử vi xấu kết hợp với hung tình ám sát khiến tài vận của đường số khá ngặt nghèo, kinh doanh có phần thua lỗ hơn trước. Đầu tư thiếu hiệu quả cũng làm thất thu một khoản không nhỏ. Người tuổi Thân trong tháng này nên học cách tăng thu, giảm chi, nén đợi thời cơ thay vì hành động bốc đồng. Chuyện tình cảm của người tuổi Thân khi bước sang tháng Quý Hợi cũng không mấy sáng sủa. Các mối quan hệ thường xuyên xảy ra tranh chấp mâu thuẫn trong nhiều việc, thậm chí có thể làm mất đi một người bạn tốt. Hơn nữa do ảnh hưởng của hại thái tuế khiến tâm tình kém bình tĩnh, bực dọc, cáo kỉnh. Con giáp này có xu hướng trút giận lên người bên cạnh, khiến cho mối quan hệ đôi bên xấu đi và rạn nứt ngày càng lớn. Tháng này áp lực gia tăng, người tuổi Thân thường xuyên lao lực để giải quyết rắc rối là điềm báo sức khỏe xuất hiện nhiều mối nguy. Thể trạng giảm sút khá nhanh, bản mệnh nếu không có ý thức chăm sóc bản thân thì đổ bệnh là điều sớm muộn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng Quý Hợi chịu ảnh hưởng của hại thái tuế, dự báo đây sẽ là một tháng nhiều gian nan vất vả đối với những chú khỉ. Công việc có nhiều sự cản trở, nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Cơ hội để phát triển gần như không có, bản mệnh khó gặp những điều may mắn như ý muốn. Đích đến còn xa, muốn thành công cũng phải trải qua nhiều thử thách khó khăn hơn hẳn mọi người. Bản thân bạn cũng thiếu tinh thần cố gắng, điều này ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc. Mỗi khi xảy ra vấn đề, điều đầu tiên con giáp này nghĩ tới chỉ là né tránh thay vì tìm cách giải quyết. Đã vậy, bạn còn thường hay mắc sai sót vì đầu óc thiếu minh mẫn, có những lỗi lầm khó hiểu, bởi đó là điều mà công việc bạn đã quen tai. Ở thời điểm này, nếu không sớm chấn chỉnh lại bản thân, lặp đi lặp lại sự tập trung cần có, bạn có thể sẽ khiến cho lãnh đạo mất lòng tin. Cứ như vậy thì càng khó có cơ hội được giao phụ trách những công việc quan trọng, việc thăng tiến càng thêm vô vọng. Càng gần về cuối năm, càng phải chắt lọc từng cơ hội để thể hiện bản thân. Sẽ không có thời gian để bạn tránh mãn nữa đâu, nếu không công sức bấy lâu rất dễ bị sụp đổ. Để tránh tự tạo áp lực cho mình, bạn
cũng nên đặt ra những mục tiêu vừa tầm với, không nên theo đuổi những thứ quá viển vông xa vời, kẻo chỉ đem lại sự thất vọng cho bản thân và còn khiến cho người khác nghĩ rằng bạn là người hay nói hơn là làm. Lại thêm nguyệt lệnh lầm đất tử và hung tinh âm sát chiếu mệnh, điềm bảo có tiểu nhân gây thị phi, nhắc nhở người tuổi thân không nên không có sự đề phòng. Bạn có thể gặp phải những lời đàm tiếu ở nơi làm việc. Tuy chúng không ảnh hưởng tới quá trình làm việc của bạn nhưng lại gây tổn hại cho danh tiếng của con giáp này. Hơn nữa, do sự nghiệp phát triển không như ý muốn nên tính tình của bản mệnh khá nóng nảy, dễ mất bình tĩnh, thiếu kiên nhẫn. Gặp điều gì khó chịu hoặc bị ai đó dùng lời lẽ khiêu khích, bạn lập tức tỏ thái độ rất gay gắt, thậm chí có những tranh cãi âm ỉ. Tình huống như vậy sẽ càng bất lợi cho bạn. Đôi khi đó còn có thể là bẫy gặp mà tiểu nhân giăng sẵn để đợi bạn sa vào. Trước những lời đàm tiếu, bạn nên kiềm chế cảm xúc của mình tốt. Càng phản ứng mạnh, càng để lộ khuyết điểm, tạo cớ cho kẻ xấu nắm thóp. Hãy vận dụng trí thông minh, tài năng của mình một cách khéo léo hơn thì mới có thể giải quyết được những rắc rối đó. Đồng thời, khi cơ hội phát triển không có nhiều, người tuổi thân cũng cần phải chủ động đấu tranh thay vì phản ứng một cách thụ động. Khi bạn chủ động hơn thì có thể để lãnh đạo và đồng nghiệp nhìn thấy thái độ cầu tiến của bạn có ích hơn cho sự nghiệp trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính. Về phương diện tài chính thì đây không phải là một tháng kiếm tiền thuận lợi đối với con giáp này. Cục diện tương hại và âm sát hung tinh ám hại, tài vận của con giáp này khá ngặt nghèo, nguy cơ thua lỗ hiện hữu. Tháng 10 âm lịch, người làm công ăn lương gặp nhiều rắc rối trong công việc, không giải quyết cẩn thận có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập chính của bạn. Mục tiêu tăng lương tăng thưởng lại càng xa vời. Đã vậy, một số sai sót do chính sự bất cẩn của bản thân gây ra khiến cho bản mệnh phải tự bỏ tiền túi ra khắc phục. Với người làm ăn kinh doanh, tiến trình ảm đạm, hàng hóa dễ tồn đọng, lợi nhuận giảm sút mạnh, bạn cũng dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác, tự đánh mất lợi thế trên thị trường, hoặc không thì cũng do đầu tư thiếu hiệu quả, cũng làm thất thu một khoản không nhỏ. Cũng có khi con giáp này thường xuyên chần chừ do dự nên dễ dậm chân hơn người khác, dễ bị mất cơ hội làm ăn bẻo bở ngay trước mắt. Đầu tư ở thời điểm hiện tại không có lợi cho con giáp này, cho nên bất chấp tất cả, nếu thật sự hưởng thụ với dự án nào đó, bạn có thể dành thời gian tìm hiểu và thu thập thông tin trước rồi hãy giải quyết cũng chưa muộn, đừng quá vội vàng. Nhìn chung, tháng này người tuổi thân nên học cách tăng thu giảm chi, hạn chế mua sắm bừa bãi, chi phí cuộc sống ngày càng tăng cao. Nếu không có nguồn lực tài chính đủ vững vàng, bạn khó có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân, càng khó nói tới việc chăm lo được cho người thân của mình. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Hại thái tuế cũng gây nên nhiều sóng gió cho con đường tình duyên của những chú khỉ. Đó là nguyên nhân chính khiến bạn thường hay bị ức chế tinh thần, luôn cảm thấy buồn bực và không hưởng thụ với bất cứ chuyện gì khác. Tháng này các mối quan hệ thường xảy ra tranh chấp mâu thuẫn trong nhiều việc, thậm chí có thể vì đó mà mất đi một người bạn. Cách cư xử của bạn đang khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, bạn nên tự xem lại thái độ của mình. Hơn nữa, cũng bởi tâm tình bị kìm nén, bực dọc, cáo cảnh, con giáp này có xu hướng trút giận lên người bên cạnh, khiến mối quan hệ đôi bên xấu đi và rạn nứt ngày càng lớn. Vợ chồng cãi cọ sẽ tác động xấu đến hòa khí gia đình, đặc biệt ảnh hưởng tới tâm lý trẻ nhỏ. Với ai còn độc thân, bạn dành phần lớn thời gian để bận rộn làm việc và kiếm tiền, không có nhiều thời gian cho bản thân, càng dễ bỏ bê các mối quan hệ nên rất khó để tìm được ai đó bầu bạn. Nếu bản thân bạn không muốn bước vào một mối quan hệ thì duyên có tới cũng lại đi. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bước sang tháng Quý Hợi, áp lực từ nhiều vấn đề của cuộc sống gia tăng, công việc có nhiều điều không như ý khiến cho tâm tình của con giáp này khá nặng nề, thường căng thẳng. Thể trạng giảm sút khá nhanh, bản mệnh nếu không có ý thức chăm sóc bản thân thì đổ bệnh là điều sớm muộn.
Thời tiết thay đổi thất thường cũng khiến cho cơ thể dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu, mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là hệ hô hấp, rất cần được chăm sóc cẩn thận. Tuy đây chỉ là những vấn đề nhỏ, nhưng nếu bạn không chú ý, chúng sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân. Vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956, mệnh hỏa. Năm sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Công việc có nhiều sự cản trở, nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh Thổ. Năm sao Thổ Tủ, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Có thể gặp phải những lời đàm tiếu ở nơi làm việc ảnh hưởng tới danh tiếng. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, mệnh Mộc. Năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hung tinh ám hại, tai vận ngặt nghèo, nguy cơ thua lỗ hiện hữu. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, mệnh Kim. Năm sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Các mối quan hệ thường xảy ra tranh chấp mâu thuẫn trong nhiều việc. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh Thủy. Năm sao Thổ Tủ, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Thể trạng giảm sút khá nhanh, dễ đổ bệnh do căng thẳng tinh thần. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với con giáp người tuổi Dậu, một tháng bình ổn, ít có biến động. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, những chủ gà đón một tháng mới bình ổn, ít biến động. Tháng này sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sanh năm Dậu. Tháng này có nhiều sự an toàn đến với bạn, không mong tranh đấu quá nhiều, điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của mọi người. Vận trình sự nghiệp được thiên ấn che chở nên không gặp quá nhiều khó khăn. Nếu làm việc chăm chỉ, với năng lực hiện tại, những chú gà hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tháng này. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn có cơ hội gặp được người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu có khoản ra, khoản vào, kiếm tiền đều đặn. Nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về thu nhập ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Dù vậy, bạn cũng không nên quá mức sốt ruột với tình trạng hiện tại mà đưa ra những quyết định thiếu sản xuất. Với những ai có những thăng trầm trong vận trình tình cảm, mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số trục trặc dẫn tới rạn nứt. Nhưng nếu cả hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp, thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Sức khỏe của người tuổi Dậu được dự báo sẽ tương đối ổn định trong tháng này, nhưng cũng cần chú ý giữ gìn rèn luyện được thể chất tốt hơn. Hãy sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo có giấc ngủ và sức khỏe. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Xét về phương diện sự nghiệp, tháng Quý Hợi sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng, phát triển ổn định đối với người tuổi Dậu. Công việc vốn thế nào thì cứ làm thế ấy, dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sanh năm Dậu.
Khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra đầu năm, để vừa tạo một cái kết đẹp cho năm Quý Mão và cũng là tạo tiền đề cho năm mới đang tới. Tuy nhiên, một số người có thể chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì là sai, tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng trong quá trình thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này vận quý nhân khá vượng, nên chỉ khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, đừng ngần ngại mở lời nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Trong những cuộc họp hội thảo, đó là cơ hội để học hỏi xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người tuổi Dậu đang làm trong lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của bạn sẽ tăng lên cao trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng thăng tiến trong con đường sự nghiệp cá nhân. Với các bạn học sinh tuổi Dậu, điểm số của bạn sẽ được cải thiện đáng kể trong tháng Quý Hợi này. Bạn nên có khả năng tiếp thu kiến thức, tinh thần chăm chỉ, chỉ cần kiên trì siêng năng, tự giác học hành sẽ có thu hoạch tốt. Nhìn chung, để phát triển con đường sự nghiệp thì người tuổi Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng. Ở thời điểm này, nếu bạn giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó, cho dù bạn có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm trong tháng này là người tuổi Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Hợi, tài vận của người tuổi Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn. Trong cuộc sống thường ngày, bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tiền bạc hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về vấn đề tài chính ở hiện tại. Lưu ý, tháng này người tuổi Dậu có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải là tài tinh nên cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài chính. Với người làm kinh doanh, nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được nguồn thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý, tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để duy trì tài vận cho mình một cách tốt nhất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những ai có tham vọng lớn thì lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Còn giáp này sẽ có những dự tính tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, chuyện tình cảm gia đạo của người tuổi Dậu có thăng cũng có trầm, nhiều thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Dù thế nào đi nữa thì con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số khúc mắc dẫn tới rạn nứt. Nếu như hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp, thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Đồng thời, bạn cũng phải học cách suy nghĩ độc lập, làm chủ hạnh phúc của chính mình, không nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Người độc thân trở nên cực kỳ đào hoa, nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Thậm chí, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác. Tình cảm nảy nở nhanh chóng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Nhưng bạn cũng cần phải có lý trí. Yêu đương nồng nhiệt tới đâu, cũng nên dùng cả lý trí để bảo vệ bản thân mình trước. 4. Luận về phương diện sức khỏe.
Về mặt sức khỏe thì tháng Quý Hợi này có nguyệt lệnh lâm đất bệnh, cảnh báo người tuổi Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện cơ thể thường xuyên, hạn chế các bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp những tình trạng bệnh vặt, nếu không chăm sóc bản thân cho tốt thì rất dễ có bệnh dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể. Sau khi bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, người tuổi Dậu cần làm tốt công tác giữ ẩm. Những bạn sinh vào mùa hè dễ mắc các bệnh thường hàn như cảm, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang tới nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, công việc vũng thế cứ thế mà làm, mọi sự sẽ thân bùm xuôi gió. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, vận quý nhân tăng cao, khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, đừng ngần ngại mở lời sự giúp đỡ. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, công việc thuận lợi, ít có sóng gió nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, chuyện tình cảm có thăng có trầm, thay đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Tuất, nhiều ẩn số và biến động chờ đợi được khám phá. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, vận trình của con giáp người tuổi Tuất khi bước sang tháng Quý Hợi giống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú, rất nhiều những ẩn số và biến động, có cơ hội nhưng cũng có cả các thách thức kèm theo. Trong công việc chịu tác động của nguyệt lệnh suy nên vận may giảm sút, hình thành không ít những thách thức dành cho con giáp này. Song tháng này bản mệnh lại được nhiều các tinh có lợi cho con đường công danh sự nghiệp như Thái Dương và Chính Quan độ mệnh, nên có thể gặp chữ hỏa lành, miễn là bạn chịu bỏ công bỏ sức và nỗ lực một cách nghiêm túc. Về phương diện tài chính thì tháng 10 âm lịch này người tuổi Tuất sẽ có một vài cơ hội kiếm tiền thuận lợi, dù là chính tài hay thử tài đều sẽ có sự cải thiện nhờ những tính toán chính xác của bạn. Những người biết nắm bắt thời cơ và cơ hội sẽ đạt được nhiều lợi nhuận trong tháng này. Vận may về tình cảm của con giáp người tuổi Tuất nhờ có thiên diêu che chở, đào hoa khoe sắc, nam nữ độc thân đều có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Tuy nhiên, tình duyên mạnh mẽ cũng có thể mang tới những rắc rối, nhất là với người đã kết hôn hay đã có đôi. Thể trạng sức khỏe của người tuổi Tuất vào tháng 10 âm lịch này có nhiều vấn đề cần được lưu tâm. Thể trạng dần sa sút vì nhiều nguyên do khiến bạn suy nhược cơ thể. Tập thể dục thường xuyên và duy trì thái độ tích cực là điều quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con giáp này. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Tuất luận về các quan hệ trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp.
Bước sang tháng mới, người tuổi Tuất sẽ có nhiều việc cần phải toàn tính trong một tháng được đánh giá là có nhiều ẩn số và biến động như tháng Quý Hợi năm 2023 này. Đây sẽ là một tháng có cả những khó khăn và thuận lợi, có cả cơ hội lẫn thách thức. Vì thế, vận trình của bạn như một cuộc phiêu lưu kỳ thủ, lúc thăng, lúc trầm, cần phải có sự chủ động trong mọi việc thì sẽ dễ gặp may hơn. Trong tháng này, năng lực cá nhân cần được phát huy mạnh mẽ, bởi bạn sẽ thấy cuộc sống giống như một kịch bản khó đoán, đầy rẫy những tình tiết bất ngờ và những khúc mắc thú vị đang chờ bản thân khám phá. Công việc chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy nên hiệu suất khó được như ý, kết quả giảm sút, hình thành không ít những thách thức dành cho con giáp người tuổi Tuất. Áp lực dồn đến khiến con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung. Có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiếu tinh thần làm việc thì tất nhiên hiệu quả công việc sẽ giảm sút, thậm chí mắc phải sai sót. Nếu người tuổi Tuất không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ biển thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Song tháng 10 âm lịch này, bản mệnh lại được nhiều các tinh có cơ hội cho con đường quan lộc như Thái Dương và Chính Quang độ mệnh, nên có thể sẽ gặp dự quả lành, miễn là con giáp này chịu bỏ công, bỏ sức và nỗ lực một cách nghiêm túc, chứ không phải là phó mặc cho số phận, thiếu ý chí chiến đấu. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn và nguyên tắc trong công việc để tránh những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên đều cần phải kiềm chế sự nóng nảy, tránh rơi vào tình trạng lục đục nội bộ, khiến mọi chuyện ngày càng gay gắt, khó giải quyết hơn. Người làm kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn. Tuy nhiên, làm ăn có được có mất, không nên cay cú mà tìm cách lách luật, điều đó sẽ rất dễ xa lưới pháp luật. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng Quý Hợi dự báo rằng trái ngược với những thăng trầm trong công việc thì tài vận của người tuổi Tuất lại có những điểm sáng nhất định. Sao Thái Dương phù trợ cho thấy nếu nhiều cố gắng không ngừng thì chắc chắn dù tình hình trước đó có khó khăn ra sao, sang tháng này bạn sẽ đạt được một chút thành công mang lại tài lộc cho bản thân. Một vài cơ hội kiếm tiền xuất hiện dành cho con giáp này, dù là chỉnh tài hay thử tài đều sẽ có sự cải thiện nhờ những tính toán chính xác của bạn. Những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận trong tháng Quý Hợi. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc người tuổi Tuất cần phải thận trọng hơn trong việc xử lý vấn đề tiền bạc để tránh những tổn thất không đáng có do sơ suất nhất thời. Lưu ý, nguyệt lệnh lâm suy dự báo vận khí đang tốt có xu hướng giảm dần. Những kế hoạch hợp tác làm ăn nên được cân nhắc cẩn thận, tốt nhất nên được tiến hành ngay từ đầu tháng. Càng về cuối tháng, bạn sẽ càng phải đối diện với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc những kẻ ngấm ngầm tìm cách cản chân. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, con giáp người tuổi Tuất cũng cần phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, tránh vội nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Đồng thời, bạn cũng cần điều chỉnh quan niệm tiêu dùng trong tháng này một cách hợp lý để tránh lãng phí không đáng có. Làm như vậy có thể giúp bạn tích lũy và cải thiện tốt hơn, đặt nền tảng vững chắc hơn cho cuộc sống tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Mặc kệ những áp lực trong công việc và những bộn bề về mặt tài chính, đời sống tình cảm của người tuổi Tuất có khá nhiều biến động khi bước sang tháng 10 âm lịch này. Nhờ thiên diêu chủ đào hoa mang tới nhân duyên tốt lành, các mối quan hệ của bản mệnh được dịp đầm hoa kết trái. Tháng này, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen, kết thân với người khác giới, tăng khả năng gặp được người phù hợp với mình. Duyên đã tới, yếu tố thiên thời địa lợi được đáp ứng, giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự chủ động và quyết định dứt khoát của bạn mà thôi. Tuy nhiên, nhân duyên mạnh mẽ cũng có thể mang tới những rắc rối, nhất là với ai đã kết hôn hay đã có đôi. Bạn nên chú ý lời nói hành động của mình để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.
vợ chồng khó tránh lúc bất đồng, mâu thuẫn, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ có kẻ thứ ba xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ cần bình tĩnh xử lý, mọi sóng gió sẽ vượt qua. Bạn cần phải thấu hiểu và bao dung hơn với nửa kia của mình và cùng nhau đối mặt với những khó khăn xung đột. Giao tiếp thẳng thắn và tin tưởng là chìa khóa để duy trì các mối quan hệ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh làm suy nhắc nhở con giáp người tuổi Tuất nên lưu tâm chăm sóc bản thân cẩn thận trong tháng 10 âm lịch này. Thể trạng sa sút dần vì nhiều nguyên do khiến bạn dễ suy nhược cơ thể. Các triệu chứng thường gặp nhất là mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể do mang nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi một cách hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên mới xảy ra tình trạng áp lực như vậy. Tập thể dục thường xuyên, duy trì thái độ tích cực là điều quan trọng đối với sức khỏe thể chất, tinh thần của con giáp này. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tới an toàn giao thông, tránh sử dụng những chất kích thích khi điều khiển xe cộ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh Mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Một tháng có cả những khó khăn và thuận lợi, cả cơ hội lẫn thách thức. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, mệnh Kim, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Cần phải có sự chủ động trong mọi việc thì sẽ dễ gặp may hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh Thủy, nam sao Vân Hẳn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, mệnh Hỏa, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Nhân duyên tốt lành, các mối quan hệ được dịp đầm hoa kết trái. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Thể trạng dần sa sút vì nhiều nguyên do khiến bạn dễ bị suy nhược cơ thể. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của con giáp người tuổi Hợi, thiếu sự hăng hải, thái độ quể quải. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, những chú hợi phải đối mặt với cục diện tự hình nên mặt cảm xúc có nhiều thay đổi. Trạng thái tinh thần không mấy hăng hải, thái độ làm việc quể quải, không muốn cố gắng. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho bản thân. Chớ vì một chút rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trong công việc, con giáp người tuổi Hợi có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác với người khác mà chỉ muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ. Thái độ làm việc quể quải, không muốn cố gắng, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Chính vì thế, bạn nên bắt đầu thay đổi chính bản thân mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Tháng này, tình hình tài lộc của người tuổi Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực. Nguyên nhân là công việc có phần thụt lùi, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn ban đầu của bạn. Về phương diện tình cảm, để vượng thúc đẩy khiến cho con giáp này dành phần lớn tâm trí cho sự nghiệp, không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân. Với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng nhiều, nhưng điều đó có thể tạo khoảng cách giữa các cặp đôi. Bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình.
May mặn đối với con giáp người tuổi Hợi thì tình hình sức khỏe đang ở mức ổn định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhục chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn và khỏe mạnh hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với con giáp người tuổi Hợi, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng 10 âm lịch này cũng chính là tháng bản mệnh của con giáp người tuổi Hợi. Bạn phải đương đầu thái tuế, dự báo một tháng không hung thì hòa, mưu sự chật vật, bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả như mong đợi. Tự hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của những chủ Hợi có nhiều trì trệ. Nguyên nhân chủ yếu là do chính tinh thần quậy quại của bản mệnh gây ra. Tháng này, mặt cảm xúc của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, làm gì cũng không thấy hăng hải, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng. Việc cũ, việc mới thường xuyên bị tồn động, còn giáp này luôn kiểm cỡ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến cho mọi việc thêm bế tắc mà thôi. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Ngoài ra, con giáp này còn có thể gặp khó khăn trong những việc đòi hỏi, làm nhóm hay làm chung với người khác, chủ yếu là do bạn có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác chỉ vì muốn một mình làm trò xong việc. Người tuổi Hợi luôn tránh việc giao lưu, thái độ làm việc bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho mọi người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bản thân. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, đây cũng là tháng cận kề của năm, ý định thay đổi công việc là không phù hợp. Bạn nên suy xét kỹ càng, trở bồng bột đưa ra quyết định nóng vội, kẻo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý tháng này có nguyệt lệnh lâm đế vượng, ngũ ý vận khí sẽ dần tăng. Có thể sẽ có những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ cần bạn ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thay đổi, hành sự không nóng vội thì chuyện đâu sẽ có đó. Kiên nhẫn, nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công. Cơ hội không tự nhiên mà đến, vậy nên bạn phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng. Việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ sẽ giúp cho bạn hoàn thành nhiệm vụ công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Nhìn chung, trong tháng Quý Hợi này, đối với bản mệnh, cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, trở vì một chút rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Muốn mọi thứ ở chuyển biến tích cực, trước hết bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, sốc lại tinh thần làm việc, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 10 âm lịch cho biết, tháng này tình hình tài lộc của con giáp người tuổi Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, thậm chí còn có thể thụt lùi. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của thái tuế, đương đầu với nhiều cản lực, đủ chuyện xui xẻo có thể ập tới bất ngờ. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm và gần như chưa thấy tác dụng gì ở thời điểm này. Với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của bạn. Tháng này bản mệnh có phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân nên lương thưởng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Đầu tháng sẽ cần sự kiên trì, bản lĩnh vững vàng, bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới. Nhưng chỉ cần bạn không nản lòng, bỏ cuộc giữa chừng thì giữa tháng trở đi có nguyệt lệnh đế vượng mang tới vận khí cát lành, gặp hung hỏa cát, mang tới không ít nhận vận may tài chính cho người tuổi Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tháng tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh trong công việc cho gia đình, cá nhân, chi phí sinh hoạt, đi lại, khiến bạn dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu.
Lúc này nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp. Cần liệu cơm gấp mắm, chi tiêu đúng việc, đúng thời điểm, tránh lãng phí. Bạn có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược và phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng. Chuẩn bị đầy đủ tới cuối tháng bùng sức đẩy mạnh kinh doanh nhằm đúng thời điểm cuối năm để đánh trúng tâm lý khách hàng. Lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tử vi tháng 10 âm lịch khuyên bạn nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác. Vừa tốn công vừa tốn sức có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cả đồ đỏ đen, cần phải nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng vào vòng lao lý tù tội. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng Quý Hợi, các mối quan hệ tình cảm của con giáp người tuổi Hợi có thể có một số biến động thay đổi. Tâm trí của bạn dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế phượng khiến bản mệnh thường mải mê theo đuổi công danh, lại do công việc có nhiều nhưng không có ý kiến, con giáp này luôn phải ngược xuôi tìm cách tháo gỡ và giải quyết khó khăn, càng không có thời gian để lo chuyện yêu đương. Điều này với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, bởi dù sao, trong tháng tự hình, người tuổi Hợi không để ý nhiều tới cảm xúc của mình. Bạn rơi vào trạng thái thụ động về mặt cảm xúc, chưa sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới nên cũng không muốn gặp gỡ hay tìm hiểu ai ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu là người đã có đôi, việc bạn cắm đầu cắm cổ vào công việc có thể tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình để không khiến hạnh phúc bị sức mẻ. Thời gian này, mối quan hệ của hai bạn có thể phải đối mặt với một số thách thức, đòi hỏi cả hai phải cùng nhau vượt qua. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để cả hai bạn cùng phát triển và hoàn thiện. 4. Luận về phương diện sức khỏe. May mắn là tình hình sức khỏe của con giáp này vẫn ở mức ổn định. Chỉ cần chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhục trí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn và khỏe mạnh hơn. Việc chú ý tới an toàn là rất cần thiết. Tháng này, người tuổi Hợi nên cẩn thận, chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống, sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đừng quên học cách chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, duy trì thói quen sinh hoạt tốt có thể giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ. Nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn. Tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao phần hưởng, khẩu quyết. Làm gì cũng muốn công việc suôn sẻ, nhưng không thấy hăng hái, thường xuyên có những cảm giác mệt mỏi, lười biếng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. 3. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, nguồn thu gặp khó khăn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân. Tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, mệnh hỏa,
năm sao thổ tú, nữ sao phần hở khẩu quyết, sức khỏe ổn định, chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng.